Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là Mạnh, một chuyên gia về ô tô. Và cũng rất nhiều người mong muốn tôi làm về những cái dòng xe. Và hôm nay tôi sẽ review một con xe Kia Morning. Và nó là đời sản xuất năm 2013 và đăng ký lần đầu tại Việt Nam năm 2014 và là một con xe nhập. Vậy thì đây là một con xe mà nó là xe 2 chỗ biển D bán tải. Thì cái dòng xe này ấy, thì nó cũng có rất nhiều những dòng xe, ví dụ như bên cạnh nó có cả Spark này, bên cạnh nó có cả Morning và một vài ví dụ Corando và rất nhiều những dòng xe khác nữa. Thì đây là một con xe mà đời 2013 và con xe này thì chạy rất là ít, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2014. Và con xe này nó có những cái điều gì? Thì đây là một cái bản, tất cả những cái bản như thế này, đối với bản đời 2012 trở về xe nhập thì đời 2011 và xe Việt Nam thì đời 2012, cuối 2012 trở về sau thì nó đều là bản giống như này. Thì nếu như con xe này nó là cái bản mà bản 5 chỗ ấy, thì nó bản nó sẽ giống kiểu như thế này, nhưng mà nó sẽ gồm có đề start stop và hệ thống đèn. Ở đây nó là đèn và một hệ thống lưới tản nhiệt đó, đèn led vòng quanh. Nhưng đây là một con xe biển D cho nên là nó sẽ có một vài những chi tiết nó thiếu, một vài những chi tiết ví dụ nó không đèn led này, không đèn bi và không có đèn ở đó và không có để tắt tốp và không chìa khóa trên gương. Nhưng mà đối với dòng xe biển D, đây là con xe nó là xe là bản đủ, nó là hai bóng khí. Thì xin kính thưa quý vị các bạn là chúng ta sẽ đi cùng với những dòng xe này và chúng ta sẽ phải để kiểm tra những dòng xe này, chúng ta phải kiểm tra những chi tiết như thế nào. Và cái thứ hai nữa là để biết được cái dòng xe này nó chạy nhiều chạy ít thì chúng ta cũng phải kiểm tra ở đâu. Việc nữa đó là cái dòng xe này thì nó có sẽ có lắp ghế hay không, và thường thì con xe này dùng cho những ai và đối tượng nào thì hay sử dụng những dòng xe này. Thì đối với những người đi ít hoặc là không đi nhiều người thì người ta sẽ đi có hai người thì người ta sẽ mua những dòng như này. Việc thứ hai bên cạnh đó là những cái người mà dùng cho kinh doanh nhưng mà lại đi chào hàng mà cần những xe nhỏ gọn thì đối với chúng ta sẽ đi dòng xe này. Bên cạnh nữa đó là những cái người ví dụ như làm thuốc bảo vệ thực vật, chào một số những cái đồ xe máy và làm những cái việc ví dụ như có thể chở thuốc hoặc là những chi tiết khác thì tôi thường thấy họ sẽ chỉ như dòng này. Một số những người tôi thấy đi chở lợn hoặc thịt lợn họ cũng chở bằng xe này. Thì đó là một trong các con này, nó sẽ có những rất nhiều những cái tiện ích nhưng mà vì lý do nó có đời cho nên là nó rẻ hơn so với dòng xe kia. Đối với dòng xe này thì ở thị trường ví dụ như đời 23 mà xe đẹp chạy được khoảng 2 vạn mấy như con xe này thì bây giờ nó khoảng 260 triệu quay về. Thì chúng ta sẽ đi đến chi tiết con xe này. Thì đây là một cái dòng xe mà nó là Kia Morning, thì các bạn biết nhìn thấy đây. Thì nói về con xe này thì nó có thêm một số những tính năng, đó là nó có thêm bơm ghế đó, các bạn nhìn thấy đấy. Thì các bạn nhìn thấy này, đây là bô lăng củ số. Đây con này nó chạy được có rất ít cây số thôi, nó chạy. Tôi sẽ bật chìa khóa cho các bạn xem đó. Thì nó là số tự động, đầu tiên nó là số tự động, nó là số zig zag á. Thì thường thì đối với đời 2009 đối với Kia Morning ý, cuối đầu 2009 bản đèn tròn và cuối 2009 thì nó bắt đầu có số zig zag rồi. Thì đây là một trong những dòng xe mà số zig zag mà được rất nhiều người ta ưa chuộng ở trên thị trường bây giờ. Cái thứ hai đây là một bóng khí nữa này. Đấy, quý vị nhìn thấy đây, cứ có biểu tượng này thì nó là một biểu tượng bóng khí. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn thử xem là công tơ mét con này nó chạy được khoảng bao nhiêu km nào. Đó, thì con này chạy được 3 vạn cây số. Thì đối với dòng xe chạy được 3 vạn cây số thì con này bản chất của nó thì nó gần như mới rồi. Đối với dòng với một con xe mà chạy được 1 vạn thì gọi như là gần như nó chạy lốt đa. Và cái thứ hai nữa là nó có hoàn toàn về máy móc và gầm bệ thì khá là yên tâm. Đây quý vị các bạn nhìn thấy trần này.
Tôi sẽ zoom cái chân lại. Chân đó, đó là chân đen. Quý vị các bạn nhìn thấy chân này, đây là trời thời tiết nó hơi tối rồi. Chân nó toàn bộ đồ bên trong nó xe nó gần như là như mới. Vô lăng củ số đây. Và chúng ta sẽ chạy thử con xe này. Chúng ta sẽ đi thử. Thì toàn bộ con xe này nó là gương kính điện hết. Và điều chỉnh hai bên hoàn toàn bằng điện. Thì đối với dòng xe này thì nó cũng có thêm một vài bản khác nhau nữa. Đó là, nhưng mà thường thì nếu mà có cái bản khác thì người ta thường là người ta sẽ độ lên. Có những con là sẽ là la răng đúc. Và có những con là để sẽ tắt tốp. Và nếu như cái dòng này xe để tắt tốp ấy, thì thường người ta sẽ lắp ở đây. Họ sẽ lắp ở chỗ này. Đó. Thì con xe này nó sẽ có số tự động. Thì nó sẽ có một số D3. Đó là số chạy trên đường trường và chạy ở đường bằng. Nếu xuống D1 và D2 thì nó dành cho đường dốc và rất thật là dốc. Và nó có rất nhiều những chế độ khác nhau. Đó. Thì đối với dòng xe này chúng ta chỉ chạy ở tốc độ khoảng ngoài 20, bản đủ là xe nó tự chốt cửa rồi. Chúng ta sẽ đi thử nó xem như thế nào. Mà đây là một dòng máy nó chuyển sang một thế hệ máy khác rồi. Cho nên là dòng này đi. Đó, các bạn thấy đi ở chỗ này là chỗ chuyên tôi chuyên thử xe. Và bồng bềnh như này nhưng mà xe nó rất là chắc. Và khi chúng ta đi số tự động thì nó đối với phụ nữ hoặc là những người mà đi ít mà cần cho dòng xe này thì đi nó sẽ nhàn hơn. Thời tiết của tôi đang review cái này thì nó đang mưa. Ở đây là hệ thống đơn giản lắm, tức là âm thanh nguyên bản, tức là đầu đĩa trên cái bản. Và khi mà nó lên đến cái đời 2000 nó lên form mới, tức là khi nó lên form bản sport, tức là bản siêu nhân, thì toàn bộ bàn thờ, táp lô và bô lăng đã được thiết kế lại so với những cái dòng Morning trước. Ví dụ trước Morning bên này nó sẽ là bô lăng bản đủ, nó sẽ là 4 chấu. Và hệ thống đèn này nó sẽ có một chút số được cải tiến so với con trước, đó là toàn bộ bàn thờ táp lô được thiết kế rộng hơn, thể thao hơn. Việc thứ hai nữa đó là toàn bộ hệ thống đồng hồ thì đã được thiết kế lại rộng hơn. Và có thêm nữa đó là dạ quang màu đỏ ở trên bảng táp lô, vòng tua và đồng hồ. Như vậy thì đối với dòng xe này nó đã được cải tiến, đã lên bản siêu nhân là nó đã được cải tiến khá nhiều. Hệ thống đèn, chân. Thì đối với những cái dòng xe mà thường thường nếu đối với con xe này vẫn là con xe này bản siêu nhân thì nó có thêm một phần nữa, đó là điều hòa, à nó là cảm báo nhiệt độ trong ngoài trên gương ở chỗ này. Và một nửa gương này, quá bán phần gương này được thiết kế đó là camera cảm biến lùi trên gương. Thì quý vị các bạn cũng thể là nếu mà vẫn cái dòng xe này nhưng mà chúng ta dịch thêm sang bên khác thì đó là dòng xe 5 chỗ. Thì dòng xe 2 chỗ này thì một số những cái phần người ta không lắp thêm ở đây. Vì vậy cho nên là nó sẽ có một, nó rẻ hơn so với dòng xe kia. Đối với dòng xe này nếu như mà nó là bản Sport năm 2013 thì giờ này nếu là xe 5 chỗ thì nó khoảng gần 400. Nhưng mà con này nó chỉ, nếu là xe 2 chỗ cho nên nó chỉ có 260 triệu thôi. Nhưng mà đây là một con xe khá là mới. Và các bạn nhìn thấy bô lăng này. Bô lăng nó rất là mới, nó chỉ chạy được có 3 vạn cây số và chạy nó khá là ổn. Thì đối với những dòng xe như này thì có những người ta sẽ lắp thêm những phần ghế đằng sau, có những người ta sẽ độ thêm ghế đằng sau hoặc là độ thêm một miếng đệm để trường hợp phòng có thể là đi 4-5 người có thể ngồi, có thể nằm được. Nhưng mà như vậy thì đi thì nếu gặp công an thì cũng sẽ là khá là phức tạp. Hoặc là nếu mà đi mà nó thừa người thì gặp công an thì chúng ta mất thêm tiền. Thì đó là cái cách xử lý của mỗi người. Thường thì người ta sẽ chở thêm 5-7 tạ, vài tạ hàng đằng sau. Đấy, tôi sẽ
chạy thử. Đối với dòng xe mà nó chạy được 3 vạn như này thì máy nó khá là bốc. Chỉ đạp một chút là lên 6-70 rồi. Và điều hòa rất là mát. Đối với dòng xe 5 chỗ thì cũng có những con điều hòa nó sẽ là điều hòa cơ và có những con sẽ điều hòa sẽ là điều hòa tự động. Thì điều hòa nếu điều hòa tự động thì ở đây nó sẽ nhảy bằng đồng hồ điện tử. Và chúng ta thường biết được là đối với cái dòng xe này mà đấy, các bạn quay lại đằng sau, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó có cả thêm một gạt mưa sau, hệ thống gạt mưa sau. Đấy, thì nó sẽ có nước gạt mưa sau phun ra và chúng ta sẽ gạt để chúng ta nhìn dễ nhìn quan sát trên gương trên đỉnh đằng sau. Vì vậy thì nó sẽ thuận tiện hơn cho người mà đi. Và đây là một trong những dòng xe mà nó khá là gọn nhẹ. Nếu mà chị em phụ nữ mà ví dụ như đi trường, thường thì đi công tác, ví dụ như nó đi trường học, đi dạy học thì cũng khá là phù hợp. Vì do là đi học thì thường đi dạy học thì chỉ cho đi rất là ít người và không gần như là không có người bên cạnh, thì sáng đi trường chiều về đó. Thì đôi khi tôi hay trêu với anh em là nhiều khi mua những con xe tải, tôi hay trêu là mua về cho vợ đi trường. Nhưng mà đối với dòng xe này là vợ, nếu mà dành cho phụ nữ đi trường hoặc đi công tác mà ít người thì vừa dễ gọn, vừa gọn nhẹ cho việc quay đầu quay đít. Việc thứ hai là dễ cho cái việc là luồn lách ở trong ngõ. Việc thứ ba nó đó là số tự động thì đi nó sẽ nhàn hơn và chúng ta sẽ giảm được thêm đó là phần ở tay số và nhàn thêm được một phần chân bên này, phần chân trái. Thì đó là cái video mà xin chia sẻ thêm quý vị nữa. Đó là nếu một phần mà quý vị mà mua những dòng xe này 5 chỗ á thì tuyển thì nó cũng có bản Việt Nam và bản xe nhập. Thì bản xe nhập nó sẽ có một thêm một bản chi tiết khác so với bản Việt Nam, là đó là nó thêm một vài những chi tiết nhỏ. Thì quý vị các bạn có thể là dựa vào đó mà quý vị có thể là sẽ sưu tầm thêm và sẽ hiểu thêm về những dòng. Đối với dòng xe Morning thì nó cũng có luôn 3-4 bản khác nhau. Và mỗi bản nó chỉ lệch nhau rất ít chi tiết thì lại lệch nhau vài chục triệu. Thế nên là quý vị các bạn nếu mà mua thì hãy hết sức là lưu ý. Là mình mua mình phải hiểu, mình phải nắm bắt được là con xe đó nó như thế nào, thì để cho mình có được thêm cái kỹ năng và đỡ mất tiền. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn. Và tôi cũng có để số điện thoại bên dưới. Quý vị các bạn nếu muốn tôi tư vấn điều gì thì quý vị các bạn có thể gọi điện cho tôi. Tôi có thể làm việc từ lúc 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa và từ lúc 2 giờ chiều cho đến lúc 7 giờ tối. Và trong cái khoảng đó thì tôi sẽ tư vấn miễn phí. Và tôi có thêm một vài trang web và fanpage, đó là Mạnh Ô Tô. Thì quý vị có thể vào đó và điền vào form và chúng ta sẽ, quý vị sẽ nhận được những cái đường link mà nó bí mật ở bên đó, và quý vị sẽ nhận được những video trên đó. Và tôi có thể thêm số điện thoại, thì quý vị có thể vào hai cái số điện thoại trên đó, quý vị có thể kết bạn với tôi. Và nếu như mà trong khoảng thời gian tôi rảnh mà tôi không có việc gì, hoặc là về đêm, vì dạo này tôi đang rất là bận cho nên là tôi không truy xuất Zalo và Facebook nhiều, nhưng quý vị có thể nhắn tin vào đó, và nếu mà khi tôi biết là quý vị nhắn tin và tôi sờ đến đó thì tôi sẽ trả lời quý vị và sẽ giải đáp những điều quý vị mong muốn. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị và các bạn một ngày thật là, một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Xin chào, và nếu có quý vị đã thấy hay thì nhớ đăng ký kênh, comment và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chúc quý vị một buổi chiều thật tốt lành, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Hẹn gặp lại quý vị ở những video clip lần sau. Xin chào.